vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đẹp để tự tin ngày hôm nay. Và chương trình được phát sóng định kỳ trên HTV9 vào lúc 21:50. Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc này nha. Và niềng răng là một vấn đề mà chắc hẳn là chúng ta đang rất quan tâm, vì niềng răng là một trong những phương pháp giúp phục hồi những khiếm khuyết của răng, giống như là hô nè, móm mọc lệch lạc. Và qua chương trình Đẹp để tự tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ bác sĩ để trao đổi, thảo luận để tìm ra những phương pháp phù hợp quý vị nhé. Nhưng mà trước khi gặp bác sĩ chuyên môn thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình. Ôi bà thiệt tình á, đi đâu mà mấy năm trời không gặp luôn, tự nhiên điện thoại cái tôi tưởng đâu lộn số nữa trời. Thì đó, mới về tới đây điện thoại bà liền luôn á. Ủa là đi đâu, đi đâu lâu nay vậy? Nó nào ngay đi du học nhận quà, biết sao không, mình không muốn cho mọi người biết. Chừng nào mà thanh tài đổ đạt rồi mình muốn cho người biết, hiểu không? Chúng ta tao nói trời ơi, học không biết có làm sao không mà cứ hô hào lên làm gì, không kết quả tốt kỳ lắm. Cái tấm nào giờ cũng vậy mà đi vậy, cũng không có hao hụt được trăm gram nào hết trơn. Mập không có, mập thì hồi nào bây giờ nó vậy rồi. Đúng rồi, nhưng mà ý là sao hôm nay tôi thấy bà nói chuyện có vẻ bà hơi sượng sượng với tôi á. Hồi đó bà cười lớn lắm mà, sao nãy giờ tôi thấy bà cười cười nhỏ quá, cười lớn coi. Đúng không? Sao bà cười giống khóc quá vậy? Cái miệng mình thoải mái coi. Sao? Ủa, hình như bà bị gãy hết hàm răng phải không? Sao nãy giờ tôi thấy có đau không? Răng còn không? Ủa, răng còn mà. Thì cười lại coi. Ủa, sao răng đẹp dữ cả? Tôi nhớ bà của hồi xưa cái hàm răng đó lòi ra lòi vô nó lởm chởm, sao giờ răng đẹp dữ vậy? Trời, răng mà nó lòi ra lòi vô thấy ghê quá, hồi đó nó như bàn trong vậy đó. Sao không? Tại giờ ngại, tại vì quen rồi, hiểu không? Nào giờ cái lúc mà cái răng mình xấu á, mình cứ không có tên cười ai đó. Cái nếu có thành một thói quen thì mình đi một thời gian mình muốn là mình làm cho mình thay đổi mới. Đó, tôi nghe lời người ta nói cái tôi đi niềng răng. Wow, đợt này tôi về là tôi tháo niềng rồi đó. Là nó đẹp vậy luôn hả? Wow, hồi nào giờ nha, tôi cũng nghe có cái phương pháp niềng răng. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì giống như là mình chưa có thấy người thật á, mà công nhận niềng xong nó đẹp vậy. Ê, đều. Cái chỗ này chỗ nào mà làm như thế nào bà chỉ tôi để tôi về tôi đưa ông xã tôi đi niềng. Ta nói cái hàm răng của ông xã tôi á y như cái hàm răng của bà hồi xưa, chọn ra chọn vô, chọn ra chọn vô. Ủa nhưng mà đàn ông cần gì làm chi? Thôi bà ơi, thời buổi giờ đàn ông đàn bà gì, mình cười ra cái răng cỏ nó gọn gàng, có nó sáng sủa, thấy không? Vậy thì được rồi, bà biết cái chương trình Đẹp để tự tin không? Đẹp để tự tin. Đúng rồi. Ồ, nghe cái tên hấp dẫn ta. Thì đúng rồi, ở trên đó có nhiều phương pháp làm đẹp lắm. Nhiều khi mình học được mẹo vặt nữa. Ê sao hay vậy ta, bà đi du học bển mà bà quan tâm chương trình trong nước dữ vậy đó hả? Thì nói chung là mình không có coi trực tiếp được, như là đài phát sóng ở đây mình không thể coi được, đúng không? Nhưng mà mình có thể coi lại qua mạng xã hội. Ồ, hay vậy hả? Ê, vậy là để về tôi search cái gì? Đẹp để tự tin. Đúng. Rồi tìm được cái phương pháp niềng răng cho ông xã tôi đi làm liền nha. Đó, nhìn răng tôi thấy được không? Ngon lắm. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Lê Tuấn Anh, giám đốc của nha khoa Linh Xuân để tìm hiểu về những vấn đề niềng răng quý vị nhé. Xin chào bác sĩ. Xin chào Vi và các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, vấn đề niềng răng ngày nay thì có rất là nhiều bạn khán giả quan tâm, nhưng mà không biết thì độ tuổi nào chúng ta mới có thể bắt đầu thực hiện niềng răng ạ? Thường cái chỉ định cho cái việc niềng răng á, thường là cái độ tuổi là từ khoảng 9 tuổi cho đến khoảng 14 tuổi. Đối với cái độ tuổi mà phù hợp nhất để niềng á, nó phải theo cái tình trạng lệch rạc răng của các bé. Thì nếu như những cái tình trạng lệch rạc răng mà nó nặng á, thì các bác sĩ sẽ có xu hướng can thiệp sớm ở cái độ tuổi khoảng 9 đến 10. Tuy nhiên sai lệch đó của mình ở mức độ trung bình hoặc nhẹ thì các nha sĩ sẽ đợi cho các bé thay hết bộ răng là ở cái thời điểm khoảng tầm 12 tuổi, là từ bộ răng sữa chuyển sang bộ răng vĩnh viễn không còn răng sữa nữa thì là mình mới bắt đầu niềng. Nhưng mà như vậy thì đối với những cái lứa tuổi mà lớn hơn, có thể nói là tuổi trưởng thành, nếu mà bây giờ đang có nhu cầu niềng răng thì có thể làm được không thưa bác sĩ? Cái tuổi trưởng thành mình vẫn có thể đạt được những cái hiệu quả của niềng răng. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số cái bất lợi một chút xíu, ví dụ như là cái thời gian đáp ứng nó sẽ chậm hơn do cái xương của người lớn là nó đã khoáng hóa và nó trưởng thành do nó cứng hơn. Với thứ hai là có một số cái bất lợi nhỏ. Tuy nhiên á, thì với cái kỹ thuật mới về cái niềng răng á, thì các bất lợi này càng được thu hẹp, càng được giảm thiểu, nên các đối tượng trưởng thành vẫn là một cái chỉ định rất là phù hợp để mà mình niềng răng. Thậm chí ở những cái độ tuổi là
trên 50-60 vẫn có thể niền được. Đối với trường hợp mà tuổi nó càng lớn thì các hiệu quả nó cũng sẽ có hơi giảm sút một chút. Nếu mà như vậy thì khi mà chúng ta gặp những vấn đề về hàm răng á, thì bây giờ niền răng trong khoảng thời gian bao lâu là chúng ta có kết quả được? Trung bình á, nó sẽ rơi vào là khoảng từ 18 đến 24 tháng. Những cái trường hợp mà lệch lạc nhẹ thì mình cũng không quá lo lắng đâu. Thường cái điều trị mà niền răng mà nó lệch lạc nhẹ nó có thể kết thúc trong vòng từ 6 đến 12 tháng thôi, cũng rất là nhanh. Và những trường hợp nặng hơn thì có thể kéo dài là từ 2-3 năm, bởi vì có cái thời gian là phải theo dõi bộ niền răng và cái răng nó sắp xếp được ổn định. Nếu mà niền răng như vậy thì chúng ta có cần phải nhổ răng hay gì không bác sĩ? Cái đó cũng phải nhắc lại về cái vấn đề về mức độ lệch lạc, kể đến như là răng thưa nè, rồi răng lệch lạc nè, răng chen chúc nè, răng mọc ngầm nè, răng hô hay răng móm, thì bác sĩ sẽ phân loại ra là nó ở mức độ nhẹ, mức độ trung bình hay là mức độ nặng. Thì thường ở những cái mức độ nhẹ và trung bình á, thì nha sĩ sẽ không có cái xu hướng là mình sẽ nhổ răng, mà mình sẽ giữ răng và hoặc là mình mài nhỏ những cái răng một chút để mình có cái khoảng trống để mình xếp đều. Và những cái trường hợp là niền răng mà cái mức độ lệch lạc nó ở trung bình, nó nặng hoặc là nó nặng hơn á, thì là mình sẽ phải cần nhổ để mình có khoảng trống để mình sắp các răng nó được đều đặn và nó đẹp. Trong cái việc mà niền răng chỉnh hàm như vậy, chúng ta sẽ có những cái rủi ro nào thưa bác sĩ? Những cái rủi ro thì đa phần á, là nó đến từ cái cơ địa của bệnh nhân của mình. Thứ nhất á, là phải nói đến là cái vấn đề về xương. Một số bạn có cái cấu trúc xương hàm là nó hơi cứng hoặc là nó gồ, thì là cái xương cứng á, thì cái răng nó di chuyển nó sẽ hơi chậm so với một số bạn là có cái cấu trúc xương bình thường. Vấn đề thứ hai á, là cái vấn đề về nú. Nếu như một số bạn mà có cái nú mỏng á, thì răng di chuyển á, cái nú nó sẽ không có di chuyển kịp hoặc đồng thời, nó sẽ gây ra tình trạng là hơi tụt nú nhẹ. Và vấn đề thứ ba, cái khớp răng của mình và cái khớp hàm của mình, nếu như mình có một số cái vấn đề nhẹ về đau khớp hay là khớp hàm của mình nhai nó bị kêu lít kít, có nghĩa là nó không hoạt động được trơn tru á, thì cái việc này bạn cần phải trao đổi với nha sĩ để xem cái trường hợp của bạn nó có phù hợp để mà áp dụng cái phương pháp niền răng hay không. Và cuối cùng ở phía của nha sĩ, đó là nhiều khi nếu bạn lựa chọn cái đơn vị nó kém uy tín hoặc là bác sĩ cái chuyên môn chưa đủ thì sẽ đưa ra cái phương án niền răng mà nó không phù hợp hoặc là đưa đến cái kết quả nó không hiệu quả. Do đó thì các bạn nên tham khảo từ những nguồn chính thống, từ những người bạn thân hay là gia đình là những người đã có sử dụng dịch vụ và thấy hiệu quả. Dạ. Nếu như vậy thì sau khi mà mình niền răng thì mình có một cách mà ăn uống như thế nào cho nó phù hợp, mình có thể nhai thoải mái được không bác sĩ? Đối với những bạn mà niền răng á, thì có hai cái vấn đề chính trong cái vấn đề niền mà các bạn thường sẽ hay gặp khó khăn nhất, đó là cái vấn đề ăn uống và việc vệ sinh. Cái vấn đề đau là cái vấn đề mà mọi người hay lo lắng nhất, nhưng mà thực tế thì bác sĩ làm việc á, thì mình thấy là vấn đề đau lại là vấn đề rất là dễ vượt qua được, mà hai cái vấn đề khó khăn nhất lại là vấn đề ăn với lại vấn đề vệ sinh. Thì thật ra các món ăn á, mình không có kiêng cữ cái món ăn nào hết á. Tuy nhiên là cái cách chế biến nó phải phù hợp, là mình chế biến mình nấu kỹ, nấu chín, nấu nhừ. Và những cái miếng lớn thì mình cắt nhỏ ra để mình dễ thưởng thức và mình dễ nhai. Và tránh những cái đồ quá cứng, ví dụ vỏ hạt đậu cứng nè, vỏ tôm hay vỏ cua, hay là những cái thứ quá dai như là khô mực hay gì đó, thì nó sẽ hoàn toàn không phù hợp trong cái quá trình mà đang niền. Và cái việc vệ sinh răng á, mình phải chải răng thường là phải kéo dài khoảng một lần, khoảng 5 phút. Bởi vì cái bề mặt răng, nếu như mình khi mình có một cái dán, một cái dây niền á, thì nó sẽ chia cái bề mặt răng đó ra làm 3 phần. Một phần á, là bề mặt của cái niền đó. Thứ hai là một cái bề mặt răng ở phía trên của cái niền và bề mặt răng ở phía dưới của cái niền, thì mình phải chia ra làm 3 khu vực đó để mình làm vệ sinh thì nó mới hiệu quả được. Những lưu ý khi niền răng: dùng thức ăn được nấu chín nhừ, cắt nhỏ và tránh những món ăn có vỏ cứng, dai. Vệ sinh răng kỹ ở 3 phần: phần bề mặt niền, phần trên và dưới niền. Tham khảo từ người thân, bạn bè đã thực hiện phương pháp niền răng để chọn nơi và bác sĩ có tay nghề uy tín cao. Hy vọng là quý vị sẽ có được những thông tin hữu ích từ chương trình. Và xin cảm ơn bác sĩ Lê Tuấn Anh đến từ Nha khoa Linh Xuân đã giúp cho chúng tôi có thêm nhiều kiến thức trong việc niền răng. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Đẹp để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21h50 trên kênh HTV9 vào tuần sau quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!